Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về class và object trong TypeScript hướng đối tượng. TypeScript class là một thực thể. Các thực thể này là những thành phần có thể tái sử dụng. Class ở trong TypeScript bao gồm field là các trường dữ liệu, method biểu diễn cho hành động, constructor dùng để khởi tạo đối tượng trong vùng nhớ, nested class hay interface có nghĩa là các class ở bên trong một class khác. Cấu trúc để khởi tạo một class là dùng từ khóa class. Tiếp đến là tên của class. Và cuối cùng là dấu ngoặc nhọn. Trong các dấu ngoặc nhọn là các trường dữ liệu và các method. Như vậy là hết phần lý thuyết. Chúng ta hãy cùng đi vào ví dụ để hiểu rõ hơn. Tôi sẽ tạo mới một file có tên là ldt.ts, tức là lớp của đối tượng. Trong file ldt.ts, tôi sẽ dùng từ khóa class cách sv. Tôi sẽ tạo ra một lớp sinh viên qua cộng nhọn id có kiểu là number và name có kiểu là string. Tiếp theo tôi sẽ khai báo một hàm là hàm lấy điểm. Để cho dễ dàng, tôi sẽ return về 10 luôn, không cần set giá trị. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một class sinh viên. Đối tượng trong TypeScript cũng giống như các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác. Đối tượng là một thể hiện của một lớp. Chúng ta khai báo một đối tượng trong TypeScript với cấu trúc như sau: dùng từ khóa let tên đối tượng bằng từ khóa new tên class và các parameter đi kèm. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hành tạo mới một đối tượng. Chúng ta sẽ dùng từ khóa let cách s bằng new sv. Tiếp đến, ta sẽ lock hàm lấy điểm của đối tượng S vừa tạo. Chúng ta sẽ biên dịch và chạy thử chương trình tsc cách ldt cách .ts. Chúng ta sẽ chạy ldt.js vừa được biên dịch node cách ldt.js. Như vậy là đã hoạt động rồi. Để hiểu rõ hơn về quan hệ giữa class và object, chúng ta hãy cùng đến với ví dụ như sau. Nếu như chúng ta coi chim nói chung là một class thì vịt, én, ruồi, không phải ruồi, vịt, én, chim, ruồi là các đối tượng của lớp chim. Các đối tượng này có sự khác nhau về thức ăn, như vịt thì ăn tôm, cá, chim én thì tìm bắt côn trùng, còn thức ăn của chim ruồi là mật hoa. Nhưng chúng đều có những đặc điểm chung của loài chim, lớp chim, đấy là biết bay và đẻ trứng. Ngoài các đặc điểm chung kể trên thì các loài chim cũng có một điểm chung rất đặc biệt. Các bạn có biết đấy là gì không? Chúng đều là hậu duệ của khủng long. Chúng ta hãy cùng đi đến với ba cách
để khởi tạo đối tượng. Cái thứ nhất, dùng biến. Cái thứ hai, phương thức. Và cách thứ ba, dùng hàm constructor. Cách 1, sử dụng biến thì ta sẽ truy cập trực tiếp vào các biến để thay đổi giá trị. Chúng ta hãy cùng vào trong code để thực hành cách thứ nhất này. Chúng ta sẽ gán giá trị trực tiếp cho đối tượng S thông qua các thuộc tính ID và name. Ta sẽ gắn như sau: ID ta sẽ gắn bằng 1, còn name ta sẽ gắn bằng hàm quá nhanh. Ta sẽ sử dụng s.name bằng hàm quá nhanh và s.id bằng 1. Ở trên này tôi đã gõ sai ID, tôi sẽ sửa lại. Tiếp đến, ta sẽ dùng lệnh console.log để log ra đối tượng S. Tôi sẽ comment lệnh log lấy điểm lại để chúng ta có thể thấy rõ hơn. Như vậy là chương trình đã trả lại cho chúng ta object S. Cách thứ hai, dùng phương thức. Cách dùng phương thức này thì có thể tái sử dụng và rất tối ưu hóa trong lập trình. Chúng ta hãy cùng vào trong code để thực hành cách thứ hai. Để thực hành cách thứ hai, tôi sẽ thêm vào trong class một hàm set name. Tôi sẽ truyền một biến n có kiểu là string. Và trong tôi sẽ dùng từ khóa zip.name để truy cập đến tên của class và tôi sẽ gán bằng n. Nếu như bỏ chữ zip ở đây đi thì sẽ bị lỗi. Chúng ta cần từ khóa zip. Tiếp đến, tôi sẽ đổi giá trị của đối tượng S dùng phương thức setName và chuyển biến hàm quá nhanh vào hàm quá nhanh 2. Chuyển biến thì ta sẽ dùng đúng cặp hoặc tròn. Chúng ta sẽ log S ra xem kết quả. Như vậy là đổi thành hàm quá nhanh 2 rồi. Cách thứ 3, ta sẽ sử dụng constructor. Để sử dụng constructor trong TypeScript thì ta dùng từ khóa constructor. Và ở bên trong constructor, ta sẽ dùng từ khóa zip để truy cập vào các phương thức ở trong constructor, ta sẽ dùng từ khóa zip để truy cập vào các thuộc tính của class. Chúng ta hãy vào ngay trong code để thực hành cách cuối cùng nào. Tôi sẽ thêm một hàm constructor ở trong class SV. Ta sử dụng từ khóa constructor cặp hoặc tròn. Bên trong ta sẽ có hai tham số là tham ID có kiểu là number và name là string. Tôi sẽ đặt hai tham số này là i và n để phân biệt với tên của thuộc tính. Tiếp đến, trong thân hàm ta sẽ gán
zit.id bằng y và zit.name bằng n. Tôi sẽ bỏ đoạn comment đoạn gán này và ở trong phần khởi tạo tôi sẽ truyền hai tham số là 3 và xin chào Việt Nam. Chúng ta hãy vào CMD để kiểm tra. Tiếp tục build và chạy. Cách thứ 3 cũng đã thành công. Đấy, trong 3 cách gắn giá trị cho đối tượng vừa rồi, các bạn thích dùng cách nào nhất ở trong Angular cũng như trong các ngôn ngữ khác, hãy cho tôi biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Như vậy là bài học về class và object trong TypeScript hướng đối tượng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tới. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.